Hôm nay chúng ta sẽ lại nói với nhau về chủ đề ghi chú ở trên iPad. Tuy nhiên mình sẽ không chỉ là những cái ghi chú nhỏ nhỏ, những cái ghi chú đơn giản, mà ý mình muốn nói là các bạn có thể ghi chú thành một cái tài liệu hoàn chỉnh. Các bạn có thể ghi toàn bộ bài học của các bạn vào. Các bạn có thể ghi cả một cái document quy trình vào. Hoặc là các bạn có thể làm thành một cái timeline, làm thành một cái proposal rất là đẹp đẽ để mà các bạn chia sẻ cho khách hàng bằng Notion. Thì trong video này mình chia thành hai phần ha. Thứ nhất là về trải nghiệm của mình khi mà mình sử dụng con iPad để mà ghi chú hoặc là để viết những cái tài liệu đó nó như thế nào và vì sao mình thích. Và thứ hai, mình muốn chia sẻ cách bạn có thể quản lý được dữ liệu của mình theo một cách cực kỳ mạnh mẽ mà không nhiều ứng dụng khác ngoài Notion có thể làm được ở thời điểm hiện tại. Rồi, bây giờ thì mình vào video luôn ha. Trước tiên mình muốn chia sẻ với các bạn là cái việc mà mình viết document thì mình rất hay xài con iPad của mình. Ủa tại sao là như vậy? Tại sao có Mac Pro M2 Max, tại sao có màn hình rời mà mình không xài mà mình lại đi ngồi ghi chú trên một cái con iPad màn hình nó nhỏ hơn so với lại laptop? Thật ra mình không biết các bạn thì sao, nhưng mà bản thân mình từ trước đến giờ nha, cái việc mà mình ngồi viết tài liệu hoặc là mình viết một cái gì đó dài á thì mình thích ngồi với một cái màn hình laptop hoặc là một cái màn hình nhỏ hơn. Tại vì lúc đó mình cảm thấy là mình tập trung hơn, mình viết nó nhanh và nó chính xác hơn. Cơ bản là cái trải nghiệm của mình khi mà mình xài con iPad để mà mình viết á, nó đã lắm các bạn, nó thích vô cùng luôn. Đó cũng là lý do mà ngày xưa á, khi mà mình còn viết bài tinh tế rất là nhiều á, thì khi mà mình viết ở trên cái màn hình rời á, mình cảm thấy là không thích lắm. Và sau đó mình chuyển sang là mình chỉ viết bằng laptop mà thôi. Ở trên iPad á, thì mình dùng cái hai ứng dụng để ghi chú. Với những cái ghi chú nào mà ngắn nè, nhỏ gọn nè, không cần màu mè nè và nhanh nè, thì mình dùng cái Apple Notes, là cái app note, cái app ghi chú mà có sẵn á các bạn. Và nếu như mình cần những cái thứ phức tạp hơn, mình xài Notion. Tại vì lý do mình xài Notion á, là tại vì cái document của mình lúc đó, một cái tài liệu của mình lúc đó nó có thể được trình bày đẹp hơn. Nó có thể được liên tới những cái bảng biểu, những cái timeline và xuyên suốt cái quá trình mà mình làm việc, mình có thể update hết tất cả mọi thứ. Nó chính là cái nội dung của phần số 2 ở trong video này. Tí nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn. Ở trong video trước mình cũng có chia sẻ với các bạn về những cái phụ kiện bàn phím mà mình đã từng xài cho iPad á. Thì hiện tại sau khi thử qua rất là nhiều những cái phụ kiện khác nhau rồi thì mình vẫn thích nhất là cái bàn phím Magic Keyboard của Apple. Tại vì cảm giác gõ rất là tốt nè. Và cái cách mà họ hoàn thiện, cái cách mà tất cả mọi sản phẩm này nó khớp với nhau á, thì không có con nào có thể đọ lại được so với lại Magic Keyboard hết. Sắp tới mình có một cái vỏ bàn phím cũng hay lắm. Thiết kế này nọ là giống với lại Magic Keyboard, nhưng mà nó lại dùng Bluetooth và nó có luôn cả đèn nền RGB nữa. Ít hôm nữa mình làm cái video đó cho các bạn coi sau. Còn quay trở lại với cái nội dung chính của video này, thì bàn phím rời gần như là cái mà không thể thiếu khi mà các bạn muốn dùng iPad để các bạn soạn một cái tài liệu nha. Bất kỳ một cái bàn phím Bluetooth hoặc có dây nào mà các bạn cảm thấy tiện, có trong tầm tay thì cứ đi mua hoặc là lấy ra xài luôn. Không cần phải đi mua nếu mà bạn có sẵn. Có những cái bàn phím ví như là những cái bàn phím Logitech kiểu 300 ngàn, 400 ngàn gì đó, nó cũng làm được việc. Rồi, bây giờ mình qua tới phần thứ hai của video này, đó là cách mà mình sử dụng Notion để mà mình làm một cái tài liệu nó đẹp, nó chuẩn. Và quan trọng là mình có thể quản lý được rất là nhiều những cái khối dữ liệu ở bên trong nó. Thật ra để mà làm một cái tài liệu Notion đẹp và dễ nhìn á, thì không khó các bạn. Tại vì tất cả mọi cái công cụ format á, là nó giống như là Google Docs, nó giống như là Word. Tùy vào cái năng khiếu trang trí của các bạn mà các bạn có thể lựa chọn. Như mình á, thì mình chỉ đơn giản là mình format cái tài liệu của mình là mình có những cái title lớn, sau đó có những cái subtitle nhỏ nhỏ. Để khi mà mình cần thì mình add cái table of content là cái bảng mục lục á, cho nó dễ thôi. Chứ không có gì hết á, mình thường là cũng không có trang trí màu mè cho cái tài liệu của mình. Tại vì đa số nó là hoặc là tài liệu kỹ thuật. Công ty mình dùng Notion làm một cái technical document space luôn ha. Ngoài ra thì mình dùng nó để mà soạn một số cái thứ mình trao đổi với khách hàng. Thì mình cũng xài nó đơn giản thôi, không có cần màu mè. Cái mà mình thấy Notion làm mạnh nhất á, đó là các bạn có thể quản được những cái dữ liệu một cách cực kỳ hiệu quả. Thì dữ liệu ở trong Notion á, nó cho phép bạn link với nhau bằng hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể link từ page này sang một page khác. Ví dụ ha, mình đang mở một cái page và mình viết là đây là cách sử dụng của cái phần mềm và mình đang viết ở module A. Nhưng mà có một số thứ ở trong module A nó cần phải được cấu hình ở module B. Thì lúc đó mình có thể chèn vào một cái page link tới cái hướng dẫn sử dụng cho module B. Thì Notion nó hỗ trợ bạn làm cái việc này cực kỳ dễ dàng bằng cách là khi mà các bạn viết á, các bạn thấy cái dấu cộng ở đầu dòng á, các bạn nhấn vô và các bạn chọn là existing page, tức là những trang mà các bạn đã viết rồi. Lúc đó các bạn add vô, xong. Notion nó còn có một cái cách quản lý dữ liệu siêu tốt nữa, đó là quản lý dữ liệu thông qua những cái mà Notion gọi là database. Thì qua một năm sử dụng, mình xài cái tính năng này không biết là bao nhiêu lần luôn. Thì các bạn cứ tưởng tượng á, cái database này nó giống như là một cái file Excel vậy đó. Nhưng mà đối với Notion thì thật ra nó cũng là một page thôi. Nhưng mà cái page này nó đặc biệt ở chỗ là nó có một cái bảng. Và các bạn có thể nhập rất nhiều thông tin trong đó.
Các bạn có thể xài những cái template của Notion để các bạn tạo ra những cái bảng, ví dụ như là bảng quản lý công việc nè, hay là bảng những cái việc cần làm nè, hay là bảng để mà chạy project nè, hay là bảng theo dạng OKR để các bạn quản lý là đây mục tiêu OKR này của team hoặc là của công ty nè, dưới nó để hoàn thành OKR này thì sẽ cần những cái đầu mục làm việc như thế này 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 này. Và thật ra cái hay nhất còn nằm ở chỗ á, là các bạn có thể add cái database này vào nhiều cái page khác nhau ở trong Notion. Ví dụ mình có một cái page là tổng hợp timeline của tất cả các dự án đang chạy. Ở trong đó đó mình add 5 cái database của 5 cái lịch dự án khác nhau và tất cả mình có thể xem một chỗ. Mình không phải đi qua từng cái page một để mình xem nữa mà mình có thể tổng hợp lại. Và mình cũng không cần phải copy paste lại tất cả mọi thứ qua nhiều trang, tại vì tất cả nó đều link về có một database. Khi mà các bạn bắt đầu chỉnh sửa ở một trong những chỗ mà các bạn thấy được cái database đó thì tất cả những chỗ kia nó cũng được cập nhật theo. Đây là một cái nguyên lý mà theo mình là tuyệt vời, tại vì lúc đó nó sẽ không có lo cái vụ mà ok tôi cập nhật ở chỗ này rồi mà các bạn sót những cái chỗ khác. Một ví dụ khác nè, mình có một cái database, nó là một cái lịch làm việc. Và mình muốn chia sẻ cái lịch làm việc này trong một cái page để mà hướng dẫn cho các bạn video editor của mình. Một cái page khác thì mình viết nội dung để mình chia sẻ với khách hàng tháng này tôi sẽ đi những cái nội dung này này này. Lịch là như vậy. Đó thì cùng một cái database lịch làm việc của mình share được cho khách, mình share được cho đối tác của mình share được cho team của mình. Và nếu như mà mình cần cập nhật hay mình có đổi timeline gì đó, mình chỉ cần đổi một chỗ duy nhất thôi. Tất cả những chỗ còn lại nó cũng sẽ được reference, đó là nó cũng được tham chiếu theo. Quá gọn và tiện đúng không các bạn? Và đó chính là lý do mà tại sao mình rất là thích Notion như vậy. Mình muốn ngừng lại một chút xíu để cảm ơn Sephonet đã đồng hành với mình trong những cái series về thủ thuật, về kinh nghiệm sử dụng như thế này. Sephonet là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam AAR và họ đang có gần 120 cửa hàng trên khắp cả nước rồi. Hiện nay nếu như mà các bạn có muốn mua iPad thì các bạn có thể ghé qua Sephonet, họ đang có những cái mức giá rất là tốt. Ví dụ với iPad Pro M2 á, các bạn có thể mua với giá chỉ là 20,9 triệu mà thôi. Ngoài ra còn có điện thoại vui ASB là hệ thống trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple. Khi mà các bạn đi mua iPad ở Sephonet thì các bạn nhớ là sử dụng thêm những cái ưu đãi thanh toán ngân hàng để giảm thêm được một mớ tiền nữa. Hay là các bạn có thể trade in những cái sản phẩm cũ của các bạn để lên đời, ưu đãi lên tới 1 triệu ha. Ngoài ra Sephonet còn cung cấp rất là nhiều những cái phụ kiện dành cho iPad, bàn phím nè, chuột nè, hay là những cái cover hay là những cái case tích hợp. Và không chỉ là đồ Apple mà có cả hãng bên thứ ba luôn. Các bạn có thể vào cái link mình để bên dưới phần description để tham khảo thêm và lựa chọn phù hợp với túi tiền của mình. Rồi, tóm lại, khi mà các bạn xài Notion thì có hai tính năng mà các bạn nên tận dụng để mà quản lý dữ liệu tốt hơn. Thứ nhất là các bạn link các cái page với nhau để cái người đọc người ta có thể xem cực kỳ dễ dàng. Và thứ hai là các bạn nhớ xài cái tính năng database. Các bạn có thể add những một cái database vào nhiều trang khác nhau và khi cần cập nhật thì tất cả đều cập nhật theo. Chưa kể là các bạn còn có thể hiển thị nó theo nhiều dạng, dạng bảng, dạng Kanban board hay là dạng lịch tùy vào mục đích mà các bạn đang muốn sử dụng. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video và cảm ơn Sephonet đã đồng hành với mình trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau ha. Bye bye!